Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sông Ngâm Mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 408-580-7565 để đặt hàng ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng. À, thưa quý vị, à, nếu mà Ngọc Lan nhớ không lầm á, à, trước đây anh Nguyễn Trường đã có từng nói đến cái chuyện mà những cái thẻ quà tặng. Ừ. Thì hôm nay là trong ngày đầu năm mới mình lại nhắc lại thẻ quà tặng với mục đích là sau một cái kỳ nghỉ lễ như vậy, nhiều người được tặng quà, coi chừng là quên. À, thì cái thống kê á cho biết á à, theo thống kê của liên đoàn bán lẻ trên toàn quốc thì người ta nói rằng á là thường là có 70% người sẽ sử dụng liền cái thẻ quà tặng. À mà cái thẻ quà tặng của năm nay thì nó lên đến cái cái số tiền là khoảng 30 tỷ người ta dành để bỏ vô những cái thẻ quà tặng đó thì thường là 70% số người mà được nhận thẻ quà tặng họ xài liền trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên cái số phần còn lại đó, cái số tiền còn lại nó rất là nhiều thì người ta không xài thì không xài thì bây giờ cái tiền đó nó sẽ như thế nào nhiều người họ lãng quên đi những cái cái thẻ quà tặng này um, họ nói rằng là uh, 47 trăm những người trưởng thành ở Hoa Kỳ đó là có ít nhất một lần nhận được cái thẻ quà tặng và những cái thẻ này uh, chưa có 47 phần trăm những người có thẻ quà tặng mà chưa dùng đó thì trung bình người ta chia ra là một cái thẻ mà không được dùng như vậy, nó trị giá trung bình là khoảng 187 đô la ừ. là không được dùng. Thì quý vị cứ nhân lên thì sẽ thấy được á, tổng cái số tiền thẻ quà tặng mà không có được dùng, họ tính đến cái thời điểm này là 23 tỷ. Dễ sợ, 23 tỷ đô la là thẻ quà tặng chưa có wow. dùng. Thì à, hôm trước anh Nguyễn Trường cũng có nói là theo cái luật của liên bang đó, kể từ năm 2010 thì thẻ quà tặng đó, nó không thể hết hạn trong vòng 5 năm hoặc là tính từ lúc mà lần cuối cùng mà nhập tiền vô thì bây giờ quý vị hình dung là cái lúc mình mua cái thẻ đó là lúc đó người ta bỏ tiền vô cho đến 5 năm sau thì nó mới hết hạn đó là theo luật của liên bang hay là có người người ta dùng cái thẻ quà tặng đó nhưng mà người ta bỏ thêm tiền vô nữa thì cứ tính từ cái lần cuối cùng đó là 5 năm nhưng mà có một số tiểu bang ví dụ như là ở New York thì từ ngày 10 tháng 12 của năm 2022 là mới vừa rồi thôi, thì họ đều quy định rằng là thẻ quà tặng phải sau 9 năm thì nó mới hết hạn. thì bây giờ họ nói rằng là nếu như mà bây giờ cái thẻ quà tặng, bây giờ nhắc ai có thẻ quà tặng thì đi tìm ha. À, nhưng mà nếu như mà mình không có xài cái thẻ đó đó, thì nó là như thế nào? thì à, nhiều khi người ta cho quý vị cái thẻ à, sử dụng ở một cái nhà hàng hay là ở một cái cửa tiệm nào nhất định mà bây giờ mình không bao giờ mình nghĩ mình xài thì cái cách đầu tiên tốt nhất mình bán lại. Ừ. Mình bán lại cái thẻ đó, nó có những cái nơi nó bán nhưng mà thường dĩ nhiên quý vị sẽ không ví dụ cái thẻ quà tặng đó trị giá là uh, 50 đô la đi thì không bao giờ mình sẽ bán lại 50 đô la mà thông thường á cái giá bình quân chung á họ sẽ mua lại cái thẻ đó khoảng chừng 70% đến ừ. 75% tức là mình sẽ bán lại cái thẻ đó khoảng 35 đô la thì là ok, Chứ ai đó người ta cần người ta sẽ mua lại cái đó. À, cái thứ hai nữa đó là họ nói là quý vị á nhớ là nếu mình có bây giờ lục ra có là phải xài liền. Để tránh cái tình trạng là gì? Có thể đến khi mình muốn xài đó, cái cửa tiệm đó đó nó phá sản nó đóng cửa. Rồi. Nó đóng cửa rồi, nó phá sản rồi thì mình không có còn xài được, cho nên là nhớ xài còn không thì bán lại đó 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 là những cái cách mà mình nên sử dụng đối với thẻ quà tặng của mình và cái ngày mà cả nước người ta nhắc nhở dùng thẻ quà tặng nó có có ngày gọi là ngày thẻ quà tặng quốc gia gì đó thì đó là năm nay là ngày 20 tháng tháng 1 thì quý vị nhớ sau khi nghe tin này đi lục lại cho mình còn những cái thẻ nào lấy ra xài hết còn không á thì đi hỏi những người quen hoặc là bỏ lên trên mạng đó bán lại với cái giá là khoảng 70% của giá trị thực để mình khỏi phải lãng phí. À, khi mà Ngọc Lan nói tới những cái công ty mà khi mà mình lấy thẻ quà tặng ra mình xài mà phát hiện ra là công ty đó đóng cửa mất tiêu rồi đó, thì mình mất tiền luôn đó. Thì cho nên quý vị nhớ xài thẻ gift card khi quý vị nhận được. À, nhắc tới những cái công ty nào mà đã đóng cửa đó, thì thưa quý vị năm 2023 có rất nhiều công ty lớn nhỏ đóng cửa À, khai phá sản. Tuy nhiên, không phải là phá sản có nghĩa là họ đóng cửa luôn vĩnh viễn, tức là họ biến mất ở trên thị trường. Cũng có những trường hợp họ khai phá sản để mà họ giảm thiểu cái số nợ họ đang có ừ. hoặc họ tái cấu trúc lại cái 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 việc làm của họ, cái uh, hãng xưởng của họ để cho nó có lời nhiều hơn, nó không còn bị thâm thủng nữa chứ không phải là họ biến mất luôn. Ví dụ như là có nhiều cái trường hợp khai phá sản để làm gì? Để giảm thiểu số lượng cửa hàng lại. Có nghĩa là họ đang có 200 cửa hàng, nên nay họ chỉ còn có 100 thôi. Rồi họ giảm bớt nhân viên, tái cấu trúc lại. Rồi hay là họ khi mà họ khai phá sản như vậy đó, thì cái tiền nợ của họ nó cũng sẽ giảm theo. Họ sẽ không còn bị nợ nhiều nữa. Mà ngày hôm nay đó, thì tại vì nói tới cái ngày đầu năm, thì mình nói tới những công ty nào đã, đã khai phá sản trong năm 2023. Mà mình biết được Đó nó cũng là một cái tên lớn Thí dụ như ở đây họ list ra công ty WeWork WeWork nha WeWork năm 2023 Cái công ty này nó lên xuống giống như là xe tàu lượng cao tốc vậy đó Tại vì vào những năm dịch Năm 2020-2021 Cái công ty này đã cung cấp nhân viên làm việc ở nhà nhiều nhất Đó Tại vì họ làm anh lên Làm anh làm ra mà Cho nên Ờ uh, họ cung cấp những nhân viên mà có thể ngồi ở nhà làm việc cho những cái hãng xưởng mà thiếu những cái dịch vụ này đó rồi tới năm 2023 khi mà bắt đầu người ta trở lại hãng xưởng người ta làm rồi thì cái số lượng nhân viên làm cho cái hãng này không còn nữa cho nên năm 2023 cái công ty này cũng lên xuống lên xuống và cuối cùng thì biến mất luôn họ sai khai phá sản và họ không còn nữa một cái tên tuổi thứ hai này cũng rất là lớn tôi với cái việc đó là Riot. Rite Aid là một cái cửa tiệm mà bán đủ thứ đồ ở trong đó, nhưng mà thật ra đó thì đã là một cái hệ thống cửa hàng bán thuốc, bán uh, thuốc uh, chúng ta uống cảm cúm hay là chúng ta có toa bác sĩ chúng ta tới đó để mà mua thuốc này đó. Công ty Rite Aid đối diện đối, uh, với lại những cái sự cạnh tranh từ những cái hãng khác như là CVS nè, uh, Walgreens nè, uh, Walmart nè. À, những cái nơi mà họ cũng bán thuốc như vậy nữa Thì thành ra cái, cái lợi nhuận của họ nó ít đi Từ một cái công ty mấy trăm cửa hàng Ở toàn nước Mỹ Thì họ đã khai phải khai phá sản Để đóng bớt lại những cái cửa tiệm nào Mà nó không có còn làm ăn được nữa Thì họ dồn nó lại Thành một số ít thôi Công ty Riot không phải là phá sản Là biến mất luôn Nhưng mà họ cũng vẫn còn Nhưng mà còn rất ít và rất là ít Ở những tiểu bang Cho nên cũng có thể là mình sẽ thấy ở tiểu bang mình không có nhưng mà tiểu bang khác lại có tôi thấy là ở gần đây nhất á, ở ngay góc đường Westminster với Brookhurst sẽ có một cái ride đã dẹp tiệm rồi dẹp nghe. cả năm trời nay rồi oh, à. wow, nghe rất là buồn là công ty Riot công ty thứ ba nữa mà rất là nhiều người tới đây để mua sắm đó là Bed Bath and Beyond cũng đã khai phá sản nhưng mà Bed Bath and Beyond thì vẫn còn bán hàng online à, online có mà có cũng có cửa tiệm nữa cũng có cửa ừ. tiệm nữa tại vì Bed Bath Beyond thì cái công ty này cũng là một trong những cái công ty mà khai phá sản của năm 2023 và họ để tái cấu trúc, họ coi lại cái cách mà họ làm mà ăn buôn bán như thế nào rồi họ cạnh tranh với online rồi cạnh tranh với lại những người mà có những cái tiệm nhỏ hơn nó cũng bán rẻ hơn ví dụ như vậy đi thì Bed Bath and Beyond cũng là cái công ty mà đáng để ý tới tại vì cái công ty này thì thấy nhiều người Việt Nam cũng hay sắm mua đồ ở đây lắm Tuesday morning cũng là một trong những cái cửa tiệm lớn nè, rồi tiệm Party City, wow. <laughs> Party City cũng là một trong những cái cửa tiệm rất là lớn và tôi nhớ là gần đây nhất của mình đó, gần đây nhất mà gần Bosa mình nhất là ở trên góc đường Golden West và đường Bosa có một cái Party City ở đó. Còn những cái nơi khác như là trên đường Harbor cũng có nữa. thì Party City cũng bị trong cái thời buổi mà online nhiều nè mình có thể mua sắm trên từ Amazon nè, mình có thể lên qua Walmart để mình mua những cái mặt hàng giống giống như vậy mang gửi về nè, hay là mình mua sắm uh, trên mạng đó, thì nó cũng làm ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta đi tới cửa tiệm để mua sắm, cho nên dần dần đó những cái cửa tiệm lớn mặt bằng lớn thì họ nói bây giờ ít người tới mà gặp người online đi online mua nhiều, cho nên cũng phải giảm bớt lại cái cái mặt bằng của mình là một giảm bớt lại những cái cách để mình bày hàng ra trưng bày. Hồi xưa cần một chỗ để bày hàng ra, giờ không cần. Chụp cái hình đưa lên là còn người ta coi được yeah. cái hàng đó là cái gì rồi. Càng ngày á càng cảm thấy rằng là những cái cửa tiệm nó bắt đầu họ thu ừ. hẹp lại. Như hôm dịp lễ sau Noel rồi đi đó sẽ thấy cái cái không khí mà ở những cái shopping lớn đó, nó hoàn toàn nó khác hẳn nhiều năm trước. Thì không biết là trong tương lai 10 năm, 20 năm sau này thì những cái cửa hàng đó nó còn bao nhiêu nó như thế nào khi mà online buôn bán nó càng càng phát triển như vậy xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV trong ngày đặc biệt ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Happy Trường. New Year! Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Chúc quý vị có được một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và công ăn việc làm cứ lên như diều gặp gió. À, ngày hôm nay là ngày đầu năm, thì đầu năm mình sẽ nói về những cái uh, có thể là cũng có nhiều người chưa biết năm thường thường đầu năm đã bắt đầu để áp dụng vô những cái luật mới. Thế thì luật mới của năm 2024 nó có những cái luật gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, trước khi mà anh Nguyễn Trường thay giới uh, hữu trách để thông <laughs> báo về những luật mới sẽ được áp dụng trong năm 2024. Thì uh, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của uh, năm mới mà cho nên là À, chúng tôi rất là vui khi mà được gặp lại quý vị ở trong cái thời khắc đặc biệt này. À, Ngọc Lan biết là à, sau chương trình cà phê sáng, sau chương trình thời sự thế giới, thì đó là lúc quý vị có thể bắt đầu để mà xem à, diễn hành hoa hồng à, à, rất là đặc biệt. cái đó là tiểu bang California tổ chức ở miền Nam Cali, nhưng mà trên toàn thế giới đều theo dõi cái cuộc diễn hành này. nó đã là, là truyền thống từ hơn cả trăm năm nay rồi. Ờ, nhưng mà mở đầu cho cái uh, tin uh, đầu năm thì ngọc lan nghĩ là chọn một cái tin nó có uh, ý nghĩa uh, vui vui đó là một người một cái bóp nó bị mất từ 65 năm trước mà nó đã được chuyển về cho chủ Phổ nhân chủ. <laughs> nói chứ chủ nhân thì qua đời rồi nhưng mà à. cho con cái của họ nhưng mà đây có thể nói là một cái điều nó rất là kỳ diệu là bởi vì khi mà con cháu của họ nhận được Cái chiếc ví của mẹ mình Từ 65 năm trước á, Thì cái cảm xúc nó bất ngờ lắm Bởi vì bố cũng còn Mẹ không còn Mà qua cái chiếc ví này lại được nhìn thấy Hình ảnh của ông nội ừ. mình nữa Ông ngoại mình nữa Trong khi trước đây lúc mà mẹ còn sống á, Thì chưa bao giờ cho biết Hình ảnh của ông ngoại ra làm sao Thì cái câu chuyện này nó rất là cảm động à, Xảy ra Vào trước Giáng sinh À, ngày 22 tháng 12 thì cái câu chuyện này bắt đầu được cái người à, chủ của một cái rạp hát Họ kể lại à, lúc mà công nhân, những người nhân viên Họ giống như cái công việc dọn dẹp để mà sửa sang lại một cái rạp hát Ở Atlanta, ở bên tiểu bang Georgia đó Thì họ mới tìm thấy một cái ví ừ. Thì trong cái ví đó à, họ nhìn thấy tên của một người à, à, Giống như là có cái ID của một người à, phụ nữ À, rồi xong rồi thì cái ví nó tìm được từ tháng 10 thì cái ông chủ của cái 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 rạp hát đó đó ông mới nhờ vợ ông ừ. à, vợ ông à, đi tìm xem coi coi cái người chủ nhân của cái 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 ví này nè họ còn hay không thì vợ ông mới bắt đầu đi đi tìm đi tìm xem cái lục lên internet rồi tìm thì mới tìm ra đó thấy tên của cái người ở trên cái chiếc ví đó đó cái uh, tên của cái bà này nè là bà đã qua đời rồi, qua đời vào năm 2005 rồi. Ừ. Rồi xong rồi uh, thì từ trong chiếc ví này thì lại nhìn thấy dò dò tìm mới tìm ra được ờ uh, biết tin của chồng bà nhưng mà chồng bà qua đời cũng 4 năm sau đó. Nhưng mà uh, người vợ của cái ông giám đốc nhà hát đó đó vẫn không có từ bỏ ý định của mình, vẫn tìm cái cuối cùng hết thì họ mới tìm ra được cháu nội của cái người phụ nữ đã chủ nhân của chiếc ví này đó là người đã từng đăng cái cáo phó đó lên và người đó cũng là một người giống như là hoạt động từ thiện cũng đã tổ chức ra gây những cái quỹ này quỹ khác thành ra họ mới bắt đầu họ liên lạc thì cái người cháu nội đó mới về nói với lại mẹ của mình ra là ô oh, có người tại vì tức là con gái của cái người chủ nhân của cái ví đó thì đến ngày hôm 22 à tháng 12 vừa rồi thì họ đã gặp gỡ nhau để nhận lại chiếc ví này thì trong cái ví đó họ nhìn thấy đó là có cả một cái tờ vé số mà của năm 1959 à cái tờ vé số đó cái giải cái giải thưởng của nó là một cái chiếc xe à, wow. rồi xong rồi thấy là có trong đó có cái phiếu đổ xăng nữa rồi à, có cái phiếu đổ xăng cái giấy đổ xăng mà nói cái giấy đổ xăng lúc đó đó à, thấy đổ 10 gallon mà là ba đồng mấy cũng có thấy ở trong đó Ờ, rồi ở trong cái ví này thì người ta cũng tìm thấy hình của cái người cái người phụ nữ lúc đó đó à, là chụp chung với lại bố của bà thì cái người con gái của người phụ nữ đã qua đời đó nói là từ hồi xưa giờ tôi cũng chưa bao giờ tôi thấy hình ông ngoại tôi nữa trong cái được cất giữ ở trong chiếc ví đó thì nói rằng là tất cả nó như là một cái điều gì đó à, nó vừa là một như một cái lịch sử là vừa là một cái kỷ niệm đối với lại cô con gái này cùng với lại con của bà tại vì người con gái của người phụ nữ mà đã qua đời kia cũng đã rất là lớn tuổi rồi. Thì đây là một cái câu chuyện nó nghe nó rất là dễ thương và nó rất là ý nghĩa, nó mang cái ý nghĩa nhân bản khi mà người ta tìm cái nói là cái lúc tại vì cái uh, cái rạp hát đó, Rồi khi bà này đi xem phim ngày hôm đó chắc có thể là bà làm rớt cái chiếc ví mà rồi sau rồi không có tìm được rồi người ta bỏ cái chiếc ví đó vào trong một cái tủ của những người món đồ bị mất rồi cái đạp hát này khi sửa sang lại Cái tủ đó nó nằm khuất làm sao mà người ta không để ý đến Mà suốt gần 65 năm Cho đến bây giờ người chủ ừ. mới sửa sang lại Mới phát hiện ra Trong cái ngóc ngách đó nó có cái tủ Mới tìm ra được cái ví này Thì một câu chuyện rất là ý nghĩa trong ngày đầu năm Một cái câu chuyện khác đi Dành cho ngày đầu năm cho nó vui vui một chút xíu Một người đàn ông Và bồ của mình Cùng đi chơi trong một cái công viên cái công viên nó có tên là công viên hồ soạn. Thì khi mà đi chơi như vậy đó, vào mùa xuân của năm 2023, ừ. ông thấy đằng xa xa trên con đường mình đang đi bộ trong công viên đó, có cái gì đó nó chiếu lấp lánh lấp lánh giống như là một cái miếng kiến nó bị phản chiếu ánh mặt trời. Ừ. Nó chiếu lại, thì ông mới lượm nó lên, lượm nó lên, bỏ vào túi, rồi mang về nhà. Sau đó ông cứ cầm cái cục đó, ông coi hoài, coi hoài à không biết nó là cái gì thì ông mới đi, đi, tìm những cái nơi mà người ta có thể giải quyết được là là người ta xem xét coi cái miếng kiến này nó là cái kiến gì tại sao nó chiếu lấp lánh đẹp như vậy sau khi gửi đến GIA là một cái cơ quan thẩm định hột xoàn có trụ sở ngay tại California này đó ở Casablanca Casablasca gì ta tôi nhớ là như vậy à, ngay đó thì người ta báo lại cho ông đây là một viên hột xoàn cực kỳ đẹp nặng 4.87 cara <laughs> tức là viên một nếu như một viên đá vậy thôi Nó như một viên đá tại vì cái viên hộp xoàn này mình phải cắt cưa nó ra rồi mình phải đục đẽo làm sao đó rồi mình phải đánh bóng nó mới ra viên hột xoàn còn đây nhìn như là như là một cái chai bị bể mình lượm được cái miếng vỏ chai như bị như bể chai. đó ừ. thấy không ông này cũng không biết đây là cái gì nữa thì tôi mới ngồi tôi đọc cái tin này nó nói ủa tại sao có cái công viên hộp xoàn thì cái hồi xưa ở đây có một cái núi lửa sau khi mà nó phun ra những cái chất nhám thạch này kia nhám nhám thạch đó thì sau đó trong những cái đó nó lại có những viên hột xoàn nó được phun lên nó rớt xuống ở cái công viên này vào những năm 1900 nha và hồi xưa cho tới bây giờ thì cái viên hột xoàn mà người ta đi chơi trong công viên tôi nhớ là hồi ngày đó là Labor Day của năm nào không nhớ Labor Day là ngày lễ độc lập đó thì có người nhận lưỡng được một cái cái vỏ <laughs> như là cái vỏ chai như vậy đó cũng chiếu lấp lánh như vậy đó và sau khi đem đi thử nghiệm thì mới biết được là đó là viên hồ soạn lớn nhất từ đó tới giờ lượng được ở cái công viên này 9.07 carat wow. đó thì thì thưa quý vị mình mới ngồi mình nói ủa cái công viên này ở đâu mình cũng đi bộ tới đây mình chơi coi có nhìn sao đây là công viên ở tại tiểu bang Arkansas tiểu bang Arkansas có cái công viên này À, công viên Crater of Diamonds từ năm 1900 bao nhiêu đó cho tới ngày hôm nay người ta đã lượm được ở đây 75.000 viên hột xoàn. 75.000 viên wow. cứ đi bộ trên đường người đó là thấy lấp lánh lấp lánh là lượm lên là mang về thế nào cũng là ra đầu xoàn. Thì thưa quý vị, tổng số cara nếu mà 75.000 viên đó cộng lại cho tới ngày hôm nay đó thì họ nói rằng là đã được hơn 126 cara rồi ừ, Tức là cả lớn cả nhỏ Cả lớn Đúng cả không? nhỏ bao nhiêu bao nhiêu đó Thì cái công viên này đó Thì người, người ta nói Từ năm 1920 Nó đã trở thành công viên quốc gia Để mọi người tới đây đi chơi Đi bộ rồi leo trèo rồi Leo núi này kia đó Thì cái công viên này đó có một cái là, là Hồi xưa nó đã có lịch sử rồi Là đã có núi lửa ở đây Cho nên cũng cũng có hột xoàn ừ. rớt ra từ đó nữa cho à. nên uh, hy vọng là một ngày nào đó mình cũng đi leo dạ, núi mà, chứ. Uh, Ngọc Lan cũng sẽ nghĩ là mình đi đến đó Để à. mình lượm hột xoàn biết đâu uh, số biết đâu. mình ở uh, uh, gì uh, giàu đành chịu lúc đó mình lượm được một cái viên nào đó nó trị giá uh... Xin mời quý vị cùng trở lại <laughs> với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. Mời quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng trong ngày đặc biệt ngày 1 tháng 1 của năm 2024. À thưa quý vị, à, sau thời gian đại dịch rồi chúng ta bước qua đây là năm thứ tư rồi, hết từ năm 2020 là dịch hoàn thành, năm nay là bước sang năm 2024. Thì bên cạnh những cái công việc có nhiều cái hình thức làm việc thay đổi, à, nhưng hồi nãy anh Nguyễn Trường có nói những người mà làm việc ở nhà bây giờ phải đi làm lại thì phải có cái thông báo trước vân vân và ngọc lan cũng biết là nhiều hãng xưởng là chấm dứt luôn cái chuyện mà được làm việc ở nhà ừ. bắt buộc phải quay trở lại à, đi làm ở hãng chứ không có còn làm ở nhà như hồi trước à, có nơi thì vẫn còn du di là ba ngày làm ở nhà hai ngày đi đến <laughs> nơi đến, đến đến công xưởng đến ừ. sở có người thì hai à, hai à, ngày ở công xưởng ba ngày ở nhà vân vân thay đổi đủ thứ hết <laughs> tuy nhiên <laughs> năm nay là năm mà cũng có nhiều cái sự thay đổi về tiền lương ngoài cái chuyện là lương uh, tối thiểu tăng lên thì có những cái công việc á người ta cho biết rằng là cái lương bình quân á nó tăng và đây là những cái công việc nó có thể nó rất là gần gũi với chúng ta mà cái tiền lương đó cũng không có phải là nó quá nhiều nhưng mà nó tăng từ từ sau uh, dịch Covid-19 thì trong số những cái uh, công việc mà cái mức lương tăng gọi là đáng kể đó thì có cái công việc là uh, gọi là trợ lý uh, giám đốc mà uh, uh, assistant system manager hay là cái người mà nhân viên mà làm việc với lại khách hàng á à, phục vụ khách hàng à, giao dịch với khách hàng thì những người đó đó cái lương á tăng bình quân 22 phần ừ. yeah, trăm 22 phần trăm nhưng mà cái mức lương trung bình hết á là chỉ có ở mức lương là 44.000 một năm thôi cho nó cũng là à, không có phải là cao à, thứ hai đó là tăng đó là thợ tóc oh. à, thợ làm tóc á, À, thì cái mức lương họ tính ra bình quân là 34 ngàn nhưng mà thật ra những người làm tóc làm neo thì lương họ cao lắm nhưng mà thường họ không có khai hết thì đây cũng là cái mức lương tăng cao là 22 ở trong năm 2024 à, những người thợ mà sửa ống nước à, những người thợ mà sửa ống nước mà thuộc loại là à, có tay nghề lâu năm á, master đó thì những người đó lương cao nha hơn 82.000 một năm thì lương của họ cũng tăng khoảng 21 phần trăm trong năm 2024 Cái đây là cái mức mà người ta để là tăng rồi Họ nói rằng là mặc dù nhiều cái công trình Khi mà đường nước mà nó bị hư gì đó Kêu đến ví dụ có những cái toán kỹ sư đến Phải tìm hiểu này kia Nhưng mà thật ra họ cũng chuộng những người mà có tay nghề Họ đến họ nhìn bằng cái kinh nghiệm của họ Họ sẽ biết là nó bị cái gì à, Rồi những người mà sửa xe Cũng là thuộc dạng mà lương, lương tăng cao à, Những người huấn luyện viên rồi những người mà làm ở trong các cái công việc mà technician uh, thu âm rồi đó uh, cũng tăng. Rồi những người làm những cái um, giống như là vẽ hoạt hình, đó, cũng lương cũng tăng. Thợ sửa mái nhà, lương cũng tăng. Uh, rồi uh, những người mà gọi là uh, giám đốc uh, chung chung hết thì lương cũng tăng. Thì đó là những cái lĩnh vực, 10 lĩnh vực mà lương người ta dự đoán là tăng nhiều uh, ở trong năm 2024 này. Và ngồi đọc tin tức như chúng tôi ở đây thì lương không tăng. À, thì không thấy có list ra là người ngồi làm tin soạn tin cũng như là đọc như vậy đó thì không thấy tăng gì hết nhưng mà thưa với quý vị vào năm 2024 có phải là một năm để chúng ta đi mua xe hơi hay không câu hỏi được đặt ra như vậy và theo như các chuyên gia cho biết năm 2024 sẽ là một năm bán xe chạy nhất và cơ hội để mua xe rẻ hơn những năm trước cũng sẽ đến vào năm nay tại sao Năm 2020 là đại dịch. Sau đại dịch là tới năm 2021, 22 và 23. Có nhiều yếu tố làm cho cái vấn đề mua xe nó bị giá cao. Thứ nhất là về vấn đề những đồ phụ tùng khó kiếm. Rồi khi đó mình bị thiếu những con chip trong bảng điện tử để mà gắn vô những chiếc xe hơi cho nên nó càng làm cho cái tình hình khan hiếm đồ phụ tùng nó khó khăn hơn vì thế rồi cộng thêm với lại cái tình hình kinh tế nó bị như vậy trì trệ như vậy cho nên cái giá xe đó nhập cảng cũng như là giá xe để thành ra một chiếc xe mà làm tại mỹ đi nữa nó cũng đội lên cái giá rất là nhiều rồi sau đó khi mà bắt đầu tiền lời tăng cao cũng làm cho người ta chậm lại cái ý tưởng muốn đi mua một chiếc xe mới quý vị có còn nhớ là hồi đại dịch á bắt đầu vừa mới xong một cái thì tự nhiên những chiếc xe hơi cũ đã xài rồi giá nó còn cao hơn là lúc mà mình mua nó nữa có nhiều lúc mình nói ủa xe đó hồi tôi, tôi mua cách đây một năm á, là 50 mươi ngàn rồi tôi chạy được năm rồi bây giờ tôi bán là vẫn được 50 mươi ngàn nhiều khi được năm mốt ngàn nữa tại vì cái thời tự nhiên cái thời đại dịch đó, nó nó là xáo trộn hết trong cái cuộc sống năm nay năm 2024 mọi thứ dần dần trở lại bình thường cái số lượng xe có ở trong các cái đại lý bán xe bắt đầu tăng dần lên và cung cấp đủ cho những cái đại lý bán xe, cho nên họ có thể có dư xe. Thứ hai nữa, kinh tế nó không có bị trì trệ nặng quá, bắt đầu nó cũng đã bắt đầu tăng lên nhẹ nhẹ rồi. Chúng ta vẫn đi làm được, chúng ta vẫn có tiền lương được rồi. Thì cái số người mà đi đổi cái xe mới nó sẽ tăng theo. Và vì thế họ dự đoán là năm 2024 sẽ có nhiều người mua xe mới và cái thủ tục để mua xe mới mượn tiền cũng như là đi lựa chọn một chiếc xe nó sẽ dễ dàng hơn những cái năm trước nhiều là tại vì năm nay xe nhiều nè, rồi có nhiều cái kiểu mới để lựa chọn nè, nào là có xe điện, rồi có xe nửa xăng nửa điện, rồi có xe xăng không thôi này kia cũng có hết. Mà năm nay đó, năm 2024 cũng có nhiều cái kiểu xe nó lạ lắm. Mà họ nói rằng là năm 2024 chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cái kiểu xe sẽ bắt đầu được đưa ra thị trường trong năm nay. Thí dụ như là họ nói chiếc xe Chevrolet Equinox EV. Đây là xe điện nha. Của hãng xe Chevrolet là một trong những cái kiểu mà họ nói rằng là uh, sẽ được ra mắt trong năm 2024. Rồi trong khi đó chiếc xe Volvo EX30 cũng là một chiếc xe điện, nhưng mà chiếc xe điện này rẻ. Họ nói rằng là không như những dòng xe Volvo khác, giá hơi cao nhưng mà cái dòng xe EV uh, này nó nó rẻ hơn. Rồi Volkswagen cũng sẽ ra một cái kiểu xe mới mà thấy xe cái kiểu xe này nó lạ lạ sao á, nó mắc cười quá. Volkswagen ID Buzz. Đó. À, kiểu xe mới của nó 2014 nha. Cadillac sẽ ra một chiếc xe Celestic. Chiếc xe này là custom made nha Ngọc Lan. Giá không rẻ nha, từ 200 000 tới 300 000 một chiếc. Tại vì họ phải làm bằng tay, không phải là máy móc. Và họ có thể làm theo yêu cầu của mình. Tôi muốn nửa xe sơn màu xanh, tôi muốn nửa xe sơn màu đỏ. Tôi muốn nửa dưới sơn màu trắng, nửa trên sơn màu đen. Đó. Họ có thể làm theo yêu cầu là cái ghế trong này da là màu đỏ chứ không phải là màu đen màu trắng như bình thường. Xe này là xe custom made dành cho người có tiền để chơi xe. Xe năm nay xe mới Toyota Land Cruiser mấy năm liền không thấy có thì năm nay có để cạnh tranh với lại xe Jeep xe Land Cruiser sẽ làm nhỏ lại đó nó giờ nhỏ giờ là chiếc xe Jeep Wrangler đó cho nên họ sẽ thấy anh mình sẽ thấy chiếc xe này nó nó nhỏ gọn lại nó không to đồ sộ như hồi xưa nữa rồi chiếc ô oh, cái này dân có tiền Ferrari Hero Sangu đó một chiếc xe dân chơi nè chiếc xe Ferrari đó là năm 2024 Ram 1500 Ram Charger cũng sẽ được đổi kiểu và giống sẽ là một chiếc xe mà sẽ nhiều người sẽ thích tại vì những người mà làm construction đó thích đi những cái xe này ram charger hay là tundra của toyota vân vân đó à, honda năm nay cũng có một cái xe kiểu mới nữa tức là prologue đó đây là chiếc xe của honda như vậy thì năm 2024 thứ nhất năm chúng ta sẽ dễ dàng mua xe hơn với giá nó ưu đãi hơn và có nhiều kiểu xe để lựa chọn mới hơn nữa mình cứ từ từ mình chờ xem à, tôi thấy là trong hôm qua hôm kia báo có đăng là Lexus và Acura sẽ ra hai cái dạng xe mới trong năm 2024 mà có xe điện và có 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 xe nửa xăng nửa điện nữa wow à, nghe anh Nguyễn Trường giới thiệu về xe như vậy đúng là à, Ngọc Lan nhớ cái à, hai năm vừa rồi đó người ta mua xe rất là khó khăn ừ. rồi à, năm qua thì là tiền lời cao quá mua xe cũng là xính dính luôn nhưng mà những ai mua xe điện của Tesla thì lại cũng hơi buồn lòng một chút bởi vì cái giá nó cứ xuống nó cứ xuống cho nên là nhiều người vừa mua xong một vài tháng thì sẽ giá nó tuột xuống cho nên người ta cũng cảm thấy rất là đau ụng. nhưng mà năm 2024 từ ngày 1 tháng 1 này thì nhiều người sẽ đặt ra cho mình những cái mục tiêu trong nay năm nay sẽ làm cái gì cái gì thì hy vọng là mục tiêu của ngọc lan là trong năm nay mình sẽ mua được một cái xe mới rất là hy vọng từ đây đến cuối năm mình sẽ mua được một chiếc xe giá cả vừa phải phân lời nó sẽ thấp đi chứ nó không còn cao ngút ngàn như vậy và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có được nhiều mục tiêu mình đặt ra trong năm nay và thực hiện được mục tiêu của mình cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai Mục tiêu của năm 2024 của tôi là sẽ thực hiện được những mục tiêu của năm 2023 đã hứa mà chưa làm được. Và năm 23 thì hứa của năm 2022. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Cà Phê Sáng. Sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự Thế Giới. Xin kính chào quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán toàn 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 4085807565 để đặt hàng. Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay, ngày đầu năm thì chúng ta cần phải biết thêm nhiều cái luật mới được áp dụng vào ngày đầu năm của năm 2024. Và trong những cái luật này đó thì cũng có một vài luật sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 của năm 2024. À, có luật thì 1 tháng 1, có luật thì 1 tháng 7 là quý vị nha. Thí dụ như những cái luật mà nó có liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó có quá nhiều luật một năm như vậy đó. Thì những người làm luật ở California đưa lên bàn của thống đốc của tiểu bang là Gavin Newsom những cái luật để ông ta ký nhiều lắm đó nhưng mà có những cái luật nó không liên quan đến cuộc sống hàng ngày có những cái luật mà chúng ta cần phải để ý thí dụ như là luật về à, tiền lương à, tối thiểu là bao nhiêu một năm là bao nhiêu ngày nghỉ này kia đó thì cái đó Ngọc Lan đã nói trong những cái à, lần cà phê sáng trước hôm nay mình nói tôi đọc thấy có một cái luật nó cũng lạ lắm à, luật mới nha bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 của năm 2014 nếu công sở của quý vị nói quý vị làm việc ở nhà à, trực tuyến rồi sau đó họ muốn quý vị phải tới tới sở làm để làm chứ không phải ngồi ở nhà nữa họ phải thông báo cho quý vị trước 30 ngày chứ không phải nói là tuần sau nhớ tới sở làm nha Bây giờ không có ngồi ở nhà làm nữa không có thông báo trước bằng thơ là 30 ngày để cho cái người mà ngồi làm ở nhà có thời gian để chuẩn bị đó, nhiều khi họ phải giữ con, họ phải gửi bắt đầu đi đi gửi con rồi chở con đi học này kia đó, đó, rồi mới tới sở được. chứ không phải như hồi xưa. hồi xưa là lúc mà chưa có cái thời đại dịch, chưa có cái thời mà quốc mà phòng home nhiều như vậy đó. thì Ê, alo alo ngày mai nhớ đi làm rồi vậy thôi. chứ bây giờ là phải thông báo trước 30 mươi ngày. À, một trong những cái chúng ta để ý tới nữa đó là cái vấn đề về à, mướn nhà, à, thuê nhà. Một trong những cái luật bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 là chủ nhà. Trước đây thường thường là chúng ta phải đóng tiền deposit nè, tiền đặt cọc trước nè, rồi chúng ta phải đóng trước tiền tiền nhà một tháng. Đó. Bây giờ chủ nhà có thể yêu cầu chúng ta đóng trước tiền nhà 2 tháng. 2 tháng luôn, tức là vô hôm nay là đóng một tháng, là đóng thêm 2 tháng của dự dù nữa, để mới được dọn vô. Trước đây thì có một tháng thôi, bây giờ là họ có quyền lên tới hai tháng. Nếu như người chủ nhà đó có hai cái cơ sở cho mướn hoặc là có trên 4 unit để cho mướn, nó có quyền. Wow. Hai tháng thì nhà, một tháng đầu cộng hai tháng sau. Oh, cái này. Đó, Đấy, đó là cái lạ, lạ lắm nha. Đúng. Rồi rent control có nghĩa là khi mà một người bị tàn tật vĩnh viễn thì họ có quyền yêu cầu cái người chủ của cái khu mà họ thuê đó dời họ tới một cái chỗ mà có đường lên xuống dành cho người tàn tật ừ. mà không phải bị tăng thêm tiền mà cũng không làm khó làm dễ gì họ hết rồi thứ ba nữa là credit history khi mà chúng ta đi mướn nhà thì mình thường thường mình bị check cái hồ sơ tín dụng của mình thì trong cái hồ sơ tín dụng của mình, đó, thường thường họ coi tiền lương của mình có là bao nhiêu. Ừ. Họ không để ý tới tiền già, rồi tiền hưu, rồi tiền này kia. Thì, thì bây giờ chủ nhà là phải tính luôn cả tiền già, tiền hưu, tiền uh, trợ cấp gì đó mà họ nhận được. Tại vì cũng có thể tính vào là họ có thể có quyền trả tiền nhà được mà. Ừ. Họ vẫn có dư tiền, chứ không phải là họ phải đi làm thì mới được. Rồi, trong những cái luật về lái xe, giao thông nha. <laughs> bây giờ, hệ thống giao thông trên đường phố sẽ có những cái đèn để dành cho người đi xe đạp. Sau này chúng ta sẽ nhìn thấy ở những cái nơi mà có những cái đèn báo cho người đi bộ đó, họ sẽ lắp thêm những cái đèn dành cho người đi xe đạp. Và người đi xe đạp phải bắt buộc tuân thủ theo những cái hệ thống giao thông dành cho người xe đạp nữa. Cho nên quý vị nhớ lưu ý cái hệ, cái cái, cái, cái hệ thống xe đạp này đó thì bắt đầu sẽ gắn từ từ trên những cái cột đèn giao thông và bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 thì sẽ họ áp dụng cho nên sẽ phải nhìn thấy. Rồi cái khi chúng ta lái xe nhanh trên đường phố, vượt tốc độ đi, quá tốc độ đi. Có phạt nguội nữa nha quý vị nha. Bây giờ những thành phố bắt đầu áp dụng phạt nguội cho những cái vụ lái xe quá tốc độ như vậy. À, cái dự luật AB645 cho phép những thành phố như long beach san jose oakland glendale los angeles san francisco có chương trình speed safety system pilot program trong khoảng thời gian những tháng đầu khi mà quý vị bị chụp hình là lái xe quá tốc độ thì cái giấy phạt sẽ tự động nhìn theo cái số xe để gửi về nhà quý vị trong những tháng đầu thì có thể họ chỉ có Cảnh cáo là quý vị đã đi trên đường đó ngày đó giờ đó mà quá tốc độ. Cảnh cáo thôi. Nhưng mà sau đó sẽ là tiền phạt. Tiền phạt có thể là từ 50 đồng cho tới 500 đồng. Tùy theo cái, cái, cái luật từ từng cái quận hạt một. Mà Los Angeles là cũng sẽ có gắn nhiều cái camera để phạt nguội như vậy nữa. Cho nên quý vị đừng thấy là phải có ông cảnh sát ở đó thì mình mới đi chậm lại nha. Cái camera cũng lợi hại lắm. Sẽ phạt nguội. Rồi... À có nhiều cái dự luật mà có liên quan tới à, cuộc sống của chúng ta thí dụ như là à, những người có giấy phép mang súng ở trong người thì sẽ không được mang súng ở những nơi công cộng thí dụ như là những cái lối đi bộ hoặc là những cái vùng mà trường học là mặc dù có giấy phép cũng không được mang vào à, có một cái dự luật nữa cũng là lạ lắm tôi nhìn thấy ở đây đó là dự luật về à, à, những cửa hàng nào mà có từ 500 nhân viên trở lên 500 nhân viên nha bắt buộc phải có một cái khu bán đồ chơi dành cho mọi giới hồi xưa khi mà nói tới đồ chơi của con trai thì thường thường là đồ chơi bạo lực lắm súng ống rồi xe tăng rồi xe tải rồi xe cần cẩu này kia nha đồ chơi con gái này thường là gì búp bê nè rồi bán hàng nè rồi nồi đấu ăn trong bếp này kia đó thì họ chia ra thí dụ như là đồ chơi con trai thường thường là Blue con gái thường thường là cái gì mà liên quan tới pink màu hồng thì thường thường nó nhiều lắm à, con trai nào là súng ống xe tăng rồi máy bay này, này kia này, đó còn con gái đó là đồ chơi nấu đồ ăn là hàng rồi bếp nút này kia đó Ở nhà cửa may vá này kia mà bây giờ nè bắt buộc cái cửa hàng nào mà có trên 500 nhân viên là phải có một cái khu ai chơi cũng được Gái, trai gì chơi cũng được hết á đó để mà nó nó, nó, nó quân bằng lại người ta không có đi vô đó người ta kiếm con tôi là con trai nhiều khi nó là con gái hay sao đó bắt buộc nó phải chơi đồ chơi chỗ này không được vi <laughs> <Bi> phạm <laughs> cho nên phải có một cái chỗ đồ chơi mà ai chơi cũng được hết đó wow, thì đó là một số những cái luật của năm mới sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 1 là bắt đầu từ hôm nay à, hoặc là có những cái luật thì áp dụng từ ngày 1 tây tháng 7 uhm, đó là nó còn nhiều nó lắm mỗi cái đủ thứ những cái luật lệ hết á nhưng mà bên cạnh những cái luật lệ đó đó thì uh, những ai mà yêu thích Costco, <laughs> yêu thích Costco, à, ngoài cái chuyện mà quý vị vào đó đóng tiền member rồi một năm sẽ được uh, cái tiền hoàn trả lại bao nhiêu khi mua hàng vân vân, rồi mình mua trên online thì bây giờ là Costco online có uh, uh, Costco net tức là nó liên hệ trực tiếp với những cái cửa tiệm có liên quan. À, họ cũng sẽ bán một cái giá rất đặc biệt cho những người mà có thẻ của Costco chứ không phải là họ trưng những cái món hàng đó ở ngoài quầy tiệm vân vân. À, thì bây giờ Costco Connect trên... thì <laughs> tôi nhớ là nó có liên quan những cái hãng lớn lắm thì như rồi. Là Nike, Adidas ừ, nó hay là nhiều nhiều, lắm nhiều lắm. hãng lớn. À, rồi bây giờ đó thì cái Costco đó nó còn có trên online nó còn có cái chỗ mà nó bán những cái đồ gọi là kỹ vật thể thao và đồ sưu tầm nữa cái này oh. ngọc lan mới biết nó rất là lạ ở trên này á nó chỉ bán online thôi online only ờ à, có những cái ví dụ như là à, họ ví dụ như ở đây đi là một cái bức tranh mà trong đó nó là nó thu thập lại giống như nhỏ nhỏ những cái um, cái sân vận động á oh. ở trên khắp uh, cái nước mỹ này 30 cái sân vận động họ làm thành những cái hình ở trên này, họ bán với cái giá là 300 gần 380 đô la. Hay là có những cái ví dụ như là cái hình cái cái áo mà có chữ ký của một cái cầu thủ nổi tiếng nào đó, cầu thủ bóng chày nổi tiếng nào đó thì sẽ được bán với cái giá là bao nhiêu. Mà trong số những cái mà họ bán gọi là những cái mà đồ sưu tầm mà đặc biệt là dành cho thể thao đó thì có những cái món đồ nó lên đến cái số tiền mà cả hai trăm mấy chục ngàn, à, ví dụ như mình đang coi ở đây là cái này làm làm mắc nhất là 10.500 năm trăm, nhưng mà ngày hôm qua đó có cái Ngọc Lan coi á nó đến là hai trăm mấy chục ngàn đô la, wow. hay là ví dụ như bây giờ ở đây có nghĩa là hôm nay mình không thấy, tức là có người đã mua nó rồi, oh. tại vì những cái này nó là chỉ có duy nhất thôi, nó không phải là à, giống như những cái mặt hàng khác <laughs> mua cái này còn cái khác nó là duy nhất. duy nhất, cho nên có thể ngày hôm nay mình thấy mà ngày mai mình hết thấy rồi hay là ngày hôm nay mình thấy ồ cái này nó mới xuất hiện nè, cái này gần 40.000 đô la, vân vân, hay là những ví dụ như trái banh này là 6.000 đô la thì nó nhiều thì mới thấy rằng là Costco nó đang bành trướng ra nhiều nơi, ngoài nước Mỹ ra còn ở Canada, ở Úc rồi ở Nhật nhiều nơi khác nữa. Ừ. À, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại